tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Giữa mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, hiểu lầm nhau cho nhau biết bao là ăn trăm. Bà con xa cũng bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù từ cùng một nơi sinh ra nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù từ cùng một nơi sinh ra nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Để bài giỏi lên mệt quá à. Con nghỉ đi bà. Ông tránh ra đi, không có cần ông lo đâu. Hân à Hân, sao con nói chuyện với ba con như vậy? Con làm gì có ba? Thì đó, anh Nam trước kia là ba của con đó, rồi bây giờ anh Nam mới quay trở về để gia đình vợ chồng con cái sum họp. Con à, con đừng làm vậy rồi ba con buồn. Con đã nói là con không có ba rồi mà. Có sao không có? Với lại cái gì cũng phải từ từ đi. Chứ con cứ thái độ vậy ở đây rồi người ngoài họ nhìn vô, họ thấy là họ cười. Chứ nãy giờ cô ngồi đây nè, cô nghe cô thấy đó, rồi cô có cười không? Không. Ê, nhỏ này thiệt kỳ. Thôi anh Nam, anh nghỉ ta đi, ngồi đây nghỉ ngơi chút xíu đi anh Nam. Thôi buồn làm gì, con thích nó là vậy đó. Nó suy nghĩ nó còn nông nổi lắm. Rồi từ từ đi, rồi nó thấy anh sống tốt như vậy thì thế nào nó cũng suy nghĩ lại, rồi nó nhận anh lại làm ba của nó mà. Nha. Tôi cũng đang cố gắng để gần gũi nó hơn. Nói nào ngay là tại vì tụi nó bị sốc à, tự nhiên hồi còn trẻ rồi anh bỏ mẹ con nó đi vậy, để cho tụi nó buồn. Nó đúng ra là tụi nó giận anh. Rồi bây giờ anh đùng anh trở về vậy thì tụi nó cũng chưa có hiểu được, lại nó chưa có thấu hiểu được cái tình cha như thế nào. Thực sự tôi cũng đâu có muốn vậy đâu, tại hoàn cảnh. Tôi biết anh là dù sao chăng nữa là anh đã có trở về là anh đã là người tốt rồi. Chứ nhiều người là đi luôn á, đó, giống như là ba con Hùng đã đi luôn vậy đó. Thiệt á, tôi nói thiệt anh như vậy là anh tốt lắm đó. Anh trở về nè, rồi anh biết hối lỗi nè, rồi anh biết chịu đựng, chấp nhận. Mặc dù là bây giờ là coi như là bà dân á, bà cũng đang còn giận anh, rồi mấy đứa con cũng không nhìn anh, rồi bà anh vẫn cam chịu, anh vẫn cam chịu, anh chấp nhận, anh chịu đựng, rồi anh giúp đỡ bà con lối sớm ở đây. Tôi nói thiệt á, trước sau gì á là coi như là chị dân với lại mấy đứa con nó cũng phải mềm lòng vì anh tốt lắm đó. Tôi làm vậy á để bù đắp lại những gì mà tôi đã gây ra cho vợ con tôi thôi. Hey, giá như là ba thằng Hùng á mà cũng biết nghĩ như anh á thì đỡ tôi biết mấy. Mà thôi bây giờ tôi có anh ba rồi, có ba Hùng gì đâu đây nữa, mệt quá. Thôi anh đừng buồn ha. Bây giờ anh rảnh không? Anh chi vậy? Thì có gì đâu, thấy anh cứ giúp đỡ bà con ở đây hoài thì tôi cũng nghĩ là ủa tại sao mình không nhờ anh Nam giúp đỡ mình một cái chuyện gì đó nho nhỏ để cảm thấy nhờ vui đó mà. Ủa mà chuyện gì là chuyện gì? Là vậy nè, cái bóng đèn cái bóng đèn nhà tôi mấy bữa nay không biết là nó mát hay là nó chạm gì không biết nữa, cái lúc chớp lúc tắt, lúc chớp lúc tắt gì đó. Anh lên anh sửa giùm tôi được không? Hèn chi từ nãy giờ khen tôi là để nhờ tôi sửa điện giùm đúng không? Không có, ai nghe là tôi biết là anh là sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà. Anh sửa được cái gì? Cũng được. Nói nào ngay bữa là tôi xuống đây nè, tôi thấy anh đang đu đu trên cái sợi dây đó, anh sửa lại cái bóng đèn quán cà phê là tôi biết là anh cũng có năng khiếu sửa điện chứ bộ à. Là tôi nghĩ cũng dễ lắm. Nhưng mà tôi thấy là nội quy của chung cư mình đó là không cho người lạ vô nhà khi không có chủ nhà ở nhà. Trời ơi, anh cũng đâu phải là người lạ. Rồi có gì tôi đưa chìa khóa cho anh sửa. Tôi nói thiệt á, thật ra là ở đây mình cũng có nhân viên để sửa điện. Trời, đúng là vậy, không nhờ nhân viên túc trực á, ở đây người ta sửa giùm cho nó an toàn. Mệt lắm, sửa rồi nó bày vẽ ra, nó cái này hư cái kia hư, nó không chịu khó. Thay vì chịu khó như anh coi cái đường dây điện nào hay là cái bóng nào mà cái cọng tóc của nó hư, cái anh nói nó lại anh chịu khó. Còn mấy nhân viên giờ thấy thôi đi mua cái khác đi. Tôi có ý này nè, thôi chịu không nhờ anh ba á, anh sửa giùm cho. Vậy thôi để tôi nhờ anh ba rồi nghe. Nhờ anh đi. Nói vậy thôi chứ mà chưa chắc cũng làm thì đó, ai nhờ ngại chứ. Cho vui thôi, anh sửa giùm cho tôi. Nói nào ngay tôi thấy anh là cũng chịu khó
sửa lại kỹ tỉ mỉ mà tôi đã tốn ít tiền. Mà tôi nói chị nghe nè, cái quán này tôi sửa là quán của vợ tôi, có gì hư á thì tôi chịu trách nhiệm, đúng không? Còn nhà chị tôi sửa rồi, có chuyện gì là ai chịu trách nhiệm đây? Trời ơi, tôi nói dễ lắm, tôi nói cái này là coi như nó hở cái đầu dây nào nói là được liền. Nói còn tóc vậy. Có gì tôi chịu trách nhiệm. Tôi không làm gì điện nha, chị nhớ nha, chị chịu trách nhiệm nha. Anh rồi tôi sửa, tôi vô tôi lấy đồ nghề đó. Rồi. Có vậy mới đỡ tốn tiền không? Trời đất ơi, đưa cho mấy ổng á, mấy ổng vẽ ra tùm lum rồi tốn bộn tiền à. Chìa khóa. Quên nữa, trời, không có chìa khóa sao vô nhà được. Thì đó. Đây nè, đó, anh lấy chìa khóa tôi nè. Cái chìa này nha, cái này là khóa xe, còn cái chìa này khóa ở cửa sắt, còn cái chìa khóa này chìa khóa cái cửa cái đó. Dạ. Chìa nào mở cái sắt. để tôi đọc số cho anh mở. Ba thay đổi chưa ta? Bây giờ mình có nên tha thứ không? Trời ơi, nhã hơn. Đền cho tôi đi. Đền nguyên cái vàng điện trên lầu nhà tôi đi. Ủa đền cái gì con không hiểu gì hết trơn vậy? Không hiểu cái gì? Nè, tôi kêu tên cô Nhã Hân nghe chưa? Đi đền cái tiền cái điện nhà tôi đi, cho nó nguyên cái vàng điện nhà tôi bây giờ là tiêu hết rồi. Trời ơi, đền cho tôi đi, biết bao nhiêu tiền của tôi, trời chứ không chết quá. Nhưng mà con có làm cái gì cái vàng điện nhà cô, vàng đèn nhà cô đâu? Ba của cô, ông Nam á, không biết sửa điện thì thôi, tài lanh, một hai là sửa được ha, lên sửa làm sao tôi biết ha. Cái bóng đèn nhà tôi nghe chưa, là lúc đầu là chỉ có một bóng hư thôi, nó chớp tắt thôi ha. Ông sửa làm sao hả, là bây giờ là nguyên một vàng đèn mười mấy bóng là tắt hết luôn. Trời ơi, là trời sống trong bóng tối là sao? Bây giờ nghe chưa, ổng là ba cô ha, ổng đâu rồi, ổng không có ở đây á thì là cô phải chịu trách nhiệm. Còn nếu ổng ở đây lôi đầu ổng ra mắt, ông chịu trách nhiệm đợi tiền cho tôi. Con nói cho cô biết, con với ổng á không có liên quan gì hết á. Ủa, ở nhà cô mà ổng liên quan là sao? Không có liên quan là không có liên quan, con từ ổng rồi. Tính ơi, trời ơi, từ hồi nào tới giờ nghe chưa, tôi chỉ cho nó cha từ con ha, còn đằng này con từ cha. Ủa, có từ hay ổng từ chăng nữa là ổng là người sanh thành ra cô ha. Bây giờ là ổng không có tiền đền thì cô là con phải chịu trách nhiệm cuộc đời cho tôi đi. Tức thiệt á. Con nói con không đền là con không đền đó, cô kỳ quá à. Với lại hồi nãy á, con nghe rõ ràng là cô nói cái gì mà nếu như mà ông Nam không có sửa được á thì cô hoàn toàn chịu trách nhiệm mà. Bây giờ cô chịu đi. Loạt. Đừng hát nữa, trời ơi, đang căng lắm nè. Giải quyết giùm cho cô đi. Vụ gì mà căng cô? Mà nói nghe nè, chưa tới 60 tuổi mà ca bài 60 rồi. Cái bài đó tôi còn không dám ca nữa, mấy người dám ca. Tại bữa nay con yêu đồ, con mới đi shopping mua đồ đẹp không? Bây giờ giải quyết giùm cho tôi đi nha. Ba con nhỏ này nha, không biết sửa điện. Dạ. Không biết thì thôi, thì mình cứ nói là mình không biết đi. Đằng này tôi nhờ, sửa được. Nè, bên cái vàng điện nhà cô là chỉ có một cái bóng đèn thôi, nó bị hư, nó chỉ chớp tắt nó hư thôi nha. Ổng sửa làm sao bây giờ nguyên cái vàng điện giờ hư hết, nguyên cái vàng điện này là cô hư hết luôn rồi, không có bóng nào cháy hết á. À ha, rồi giờ con hiểu rồi, nhưng mà đáng lý là cô phải là người chịu trách nhiệm chứ sao liên quan tới chú Nam nữa. Bậy rồi, trời ơi, tôi đâu có đụng tới sợi dây điện nào đâu. Ổng đụng, ổng sửa, bây giờ ổng chịu trách nhiệm, mà không có ổng chịu trách nhiệm thì con ổng phải chịu trách nhiệm chứ, tại sao lại cô? Không phải, đây là ý của con là vậy nè. Là tại sao mà cái chung cư mình có nhân viên sửa điện mà cô không kêu sửa, mà cô đi kêu chú Nam đâu có chuyên đâu. Bây giờ chú Nam sửa hư thì đâu có bắt đền chú Nam được, cái đó là tại cô. Thì tại vì tôi cũng tính là mượn người ngoài chi, mướn nhân viên chi thì tốn thiệt hại. Tính là nhờ là không công thì chịu khó tỉ mỉ sửa, nối mấy cái sợi dây thì được, khỏi tốn tiền, ai ngờ vậy đâu. Trời ơi, rồi bây giờ là cô thử ước tính sơ coi là cô thiệt hại bao nhiêu. Hai cái bóng đèn lớn, 501, 7, 8, 9, 10 cái bóng đèn, bên trái, bên phải, ở trước, ở sau, một bóng là 220. Tính tổng cộng thiệt hại của tôi là 3,1585,000. Trời ơi, nếu mà tôi kêu nhân viên nó lên nó sửa thì đâu có nỡ lòng nào mà tốn được như vậy. Trời, tôi đau quá, tốn tiền tôi đòi đền xuống đi. Thì cũng tại cô, con đã nói rồi, ổng không có làm được cái gì đâu. Cô không tin. Ổng chỉ khoe cho cô biết là ổng biết sửa đồ này nọ thôi. Ổng lấy lòng của cô thôi. Mà cô tiếc tiền thì bây giờ cô ráng cô chịu. Thầy, cái này con bên cô không được luôn á cô. Tính ra là cô đang tính già mà ra non. Cô hiểu không?
Là tại vì vậy nè, đáng lý á là cô kêu nhân viên lại sửa, bất quá người ta kêu cô là thay á một hai bóng mới thôi, mà lỡ cái bóng đèn đó nó có hư á, người ta cũng sẽ chịu trách nhiệm cho cô. Còn lần này tự dưng cô đi kêu chú Nam, rồi chú Nam làm không công, thì bây giờ cho nên là bây giờ hư thì cô phải chịu trách nhiệm thôi. Trời ơi, sao tôi già hai cái tóc trên đầu mà tôi ngu dữ vậy? Tôi thấy rõ ràng là ông Nam ông đứng trên đó đó, ông đu qua ông đu lại rồi ông làm sao biết, ông cài qua ông cài lại cháu sau lát cái đèn sáng. Thì tôi nghĩ là cái bóng đèn của tôi nhỏ quá mà thôi, thì kêu ông làm không công còn sướng hơn là bỏ tiền ra. Rồi bây giờ là tiền mất tật mang, tôi phải bỏ ra mớ tiền để tôi sửa lại nữa là sao trời. Bây giờ cô tính làm sao? Tính kêu ai sửa? Kêu ba mày sửa được không? Đúng rồi, đương nhiên rồi. Kêu... Không có, không phải kêu ba con. Kêu ông Nam á, kêu cái người mà thân thiết với cô nhất trong cái nhà này á, sửa cho cô cho đỡ tốn tiền. Cô he. Tao đâu có ngu. Thà là tao kêu nhân viên sửa điện chứ tao không dám kêu ông Nam của mày nữa đâu. Người nghèo khó, người giàu sang, chẳng hề gì.